để khi vị thủ lãnh các mục tử xuất hiện, hiền đệ xứng đáng lãnh nhận triều thiên vinh quang bất diệt. Hiền đệ hãy lãnh nhận chiếc gậy này, dấu hiệu nhiệm vụ chủ tranh, và hãy chú ý đến toàn thể đoàn chiên, nơi đó Chúa Thánh Thần đã đặt hiền đệ làm giám mục cai trị hội thánh Chúa. Giờ đây cộng đoàn chúng ta cùng hân hoan chúc mừng đức tân giám mục Giuse. Xin mời cộng đoàn ngồi. Chúng ta cùng bước vào phần phụng vụ thánh thể. Thank you.
công ơn với ngàn mong ước, xin dâng cha như một hiến vật, nguyện Chúa Trời thánh hóa đời con. Anh chị em hãy cầu nguyện để lễ vật của tôi và của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận lễ vật lời thay cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mong ước cho chúng con cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin chấp nhận của lễ này được dâng lên để cầu cho hội thánh Chúa và cho tôi tớ Chúa là Đức Giám mục Giuse đây, Chúa đã đặt người là thượng tế trong dân Chúa, thì xin Chúa cho người được nhiều nhân đức tông đồ để làm cho đoàn chiên được tăng trưởng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa cùng anh chị em và ở cùng cha, hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa, hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta, là Thiên Cha, là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con luôn tạ ơn Cha trong mọi hoàn cảnh, thay cho muôn loài muôn vật và rao truyền những kỳ công cha thực hiện thật là chính đáng. Bằng việc sức dầu thánh thần, cha đã đặt con một cha làm vị thượng tế của giao ước mới và vĩnh cửu, và đã đói thương an bài cách kỳ diệu là cho chức tư tế duy nhất của người được duy trì trong hội thánh. Vì chân chính người không những ban chức tư tế hoàng dương cho dân được chọn làm sở hữu, mà còn lấy tình huynh đệ tuyển chọn những người tham dự vào thừa tác vụ thánh của mình qua nghi thức đặt tay. Những người này nhân danh người làm sống lại hy lễ cứu độ cho nhân loại, khi dọn cho con cái cha bữa tiệc vượt qua, và làm gương dây cho dân cha bằng đức mến, nuôi dưỡng họ bằng lời cha và bổ sức họ bằng các bí tích, khi phó mạng sống mình cho cha và cho phần rỗi anh em,
những người đó cố gắng trở nên giống hình ảnh của chính Đức Kitô và hằng làm chứng cho Cha về lòng tin và lòng mến. Vì thế, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con hoan hỷ tung hô và xưng tụng Cha rằng: Bautista, Tổng giáo mục giáo phận chúng con, và với tôi tớ cha là Đức cha Giuse, mà hôm nay cha đã muốn đặt làm mục tử trong giáo phận thành phố Hồ Chí Minh, cũng như nhớ đến toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Cha cũng nhớ đến anh chị em tín hữu chúng con đang an nghỉ chờ ngày sống lại, và những người đã qua đời mà chỉ còn biết nhờ vào lòng thương xót của Cha. Đặc biệt xin Cha nhớ đến các bậc tổ tiên và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lìa cõi thế. Xin cho hết thảy được vui hưởng ánh sáng tôn nhan. Sau hết, xin Cha rộng lòng thương xót cho tất cả chúng con được tham dự cuộc sống đời đời, cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu của Thiên Chúa, các tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Cha qua mọi thời đại, và cùng với các ngài, xin cho chúng con được ca ngợi và tôn vinh Cha, nhờ Đức Giêsu Kitô con yêu quý của Cha. Chính nhà Đức Kitô cùng với Đức Kitô và trong Đức Kitô hiệp nhất với Chúa Thánh Thần, mọi vinh quang và danh dự đều thuộc về Cha là Thiên Chúa toàn năng đến muôn thờ muôn đời. Amen. Dâng lên Chúa cứu thế và theo lời người dạy, chúng ta dám nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha cả thân, nước Cha trị nên, ý Cha thể hiện được vinh quang trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay được thật này, và tha thứ chúng con như chúng con cũng tha thứ Cha. Xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Cha rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con đợi chờ ngày hồng phúc, ngài Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến. Vì Chúa là vua vinh hiển và vinh hiển muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin Chúa đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất như ý Chúa muốn. Chúa hằng sống và vẫn trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng Cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Về việc lên rước lễ,
xin lưu ý, xin các cha đồng tế rước lễ tại chỗ và bằng cách chấm. Xin anh chị em giáo dân lên rước lễ theo sự hướng dẫn của ban trật tự. Chúng con xin quý cha được mời trao mình Thánh Chúa đến bàn thờ phụ phía sau cung thánh để lấy mình Thánh, và theo sự hướng dẫn của các trật tự viên đến các điểm cho rước lễ. Con theo hướng, chúa đời con
khi thầm của làn gió hiu hiu, con đã thân ngờ rằng lạy Chúa có đời. Chọn con gửi trao sứ vụ nên chứng nhân của Ngài người mục tử khiêm nhu, con phó dâng nơi Ngài một tiếng xin vâng. Kính mời cộng đoàn đứng. Chúng ta dâng lại cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ sức mạnh của bí tích thánh thể gia tăng ơn Chúa, nơi tôi tới Chúa đây là giám mục Giuse Vũ Duy Thông để người chu toàn cách xứng đáng thừa tác vụ chủ chăn cho Chúa và sẽ được phần thưởng muôn đời sau khi trung thành phân phát các mầu nhiệm của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Giờ đây, Đức Tân Giám Mục sẽ đi xuống cổng đoàn dân Chúa để trao ban phép lành cho anh chị em tín hữu. Xin tâm lời ca ơn bên
cộng đoàn ngồi. Sau đây, Linh Mục Tổng đại diện giáo phận thành phố Hồ Chí Minh sẽ thay mặt Cộng đoàn Dân Chúa giáo phận thành phố ngỏ lời chúc mừng Đức Tân Giám Mục Giuse. Đại diện của giáo dân tu sĩ giám mục, trọng kính Đức Cha Đệ Nhất Phó Chủ tịch, Đức Cha Đệ Nhị Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, trọng kính quý Đức Cha, đặc biệt hai Đức Cha Phụ Phong, Đức Cha Phaolô Mỹ Tho và Đức Cha Giuse Lạng Sơn. Kính thưa Cha đại diện cho Đức Hồng Y Tổng Giám mục Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Kính thưa quý Đức Ông Tổng đại diện Giám mục và bề trên Đại chủng viện các giáo phận. Kính thưa quý Viện phụ, bề trên Tổng quyền, bề trên Giám tỉnh các dòng tu nam nữ. Kính thưa quý cha hạt trưởng, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý thầy đại chúng sinh trong và ngoài giáo phận. Kính thưa quý vị quan khách, kính thưa toàn thể quý ông bà, anh chị em. Kính xin quý vị vui lòng thông cảm dành cho vài phút quý báu này để chúng tôi đại biểu các thành phần dân Chúa thuộc Tổng giáo phận thành phố Hồ Chí Minh được mạo muội dâng lời chào mừng Đức Tân Giám mục phụ tá của chúng tôi. Trọng kính Đức Cha Giuse quý mến của chúng con. Niềm vui góp lại niềm vui lớn, nỗi lo chia sẻ nỗi lo vơi. Chính Đức Cha đã thốt lên như thế khi trả lời phỏng vấn của báo Công giáo và Dân tộc. Và quả thực đúng như vậy. Niềm vui hôm nay là niềm vui lớn, rất lớn, vì là niềm vui chung của toàn thể giáo hội. Giáo hội Hoàng Vũ, giáo hội tại Việt Nam và giáo hội tại thành phố Hồ Chí Minh này. Giáo hội Hoàng Vũ vui mừng vì có thêm một đấng kế vị các thánh tông đồ, một người anh em đồng sự của Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị, đấng kế vị Thánh Phêrô trong sứ vụ chăm sóc đoàn chiên yêu quý của Chúa Giêsu Kitô. Giáo hội tại Việt Nam vui mừng vì Hội đồng Giám mục có thêm một thành viên mới trẻ trung, khỏe mạnh, khôn ngoan và đạo đức. Và cũng như trường hợp Đức Cha Phó Giáo phận Phan Thiết hôm nay hiện diện, việc chọn lựa và bổ nhiệm Đức Cha đã diễn ra khá nhanh chóng và nhẹ nhàng, chứng tỏ mối quan hệ giữa Tòa Thánh Vatican
và chính phủ Việt Nam đã có bước chuyển biến đáng kể theo chiều hướng tích cực. Đây là một tín hiệu đầy phấn khởi cho những giáo phận còn trống ngôi hoặc đang tha thiết mong chờ người thay thế cho vị mục tử già yếu bệnh tật cần được nghỉ hưu từ lâu. Nhưng niềm vui lớn nhất vẫn là niềm vui dành cho giáo hội tại thành phố này, bởi vì Đức Giám mục phụ tá Aloisio kính yêu, vị tiền nhiệm của Đức Cha, vừa được Chúa gọi về chưa được bao lâu thì Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị đã thương chấp thuận đề nghị của Đức Tổng Giám mục Gioan Battista phản ánh nguyện vọng chung của cộng đồng dân Chúa giáo phận mà bổ nhiệm Đức Cha về làm phụ tá cho người. Thế nhưng trọng kính Đức Cha Giuse quý mến, qua tâm sự của Đức Cha được bộc lộ trong bài trả lời phỏng vấn nêu trên, chúng con cảm nhận được rằng niềm vui lớn hôm nay lại là niềm vui chung, niềm vui của mọi người. Còn nỗi lo sâu lắng là nỗi lo riêng, nỗi lo của Đức Cha. Vâng, đúng vậy, chính Đức Cha đã mượn lời của Thánh Giáo phụ Giám mục Augustino để chia sẻ nỗi lo của mình do lòng Chúa đói thương, chứ không vì công trạng của chúng tôi. Chúa đã đặt chúng tôi ở cương vị này, một cương vị đòi hỏi phải trả lễ nghiêm ngặt. Chúng tôi là Kitô hữu là vì mình, chúng tôi là giám mục là vì anh em, là Kitô hữu chúng tôi lo cho lợi ích của mình, là giám mục chúng tôi chỉ lo cho lợi ích của anh em. Chúng con hoàn toàn cảm thông với mối bận tâm của Đức Cha. Thực vậy, tuy dù Đức Cha được gọi làm giám mục phụ tá, song là phụ tá tại một giáo phận lớn thứ nhì về sĩ số giáo dân sau giáo phận Xuân Lộc, nhưng lại đứng đầu cả nước về số lượng linh mục, tu sĩ nam nữ và chúng sinh đại chúng viện. Đồng thời, Đức Cha cũng là giám mục phụ tá tại một thành phố lớn, trung tâm kinh tế, văn hóa và khoa học kỹ thuật của Việt Nam và cả khu vực. Một thành phố đạt giá trị tổng sản lượng quốc gia và thu nhập bình quân đầu người cao nhất nước, nhưng cũng là thành phố đứng đầu về tệ nạn xã hội. Một thành phố thực hiện có hiệu quả chính sách đổi mới và cơ chế kinh tế thị trường, nhưng cũng phải đương đầu cam go với muôn vàn thách đố nghiêm trọng đối với định hướng xã hội chủ nghĩa do sự du nhập nhanh chóng của lối sống hưởng thụ vị kỷ, chạy theo đồng tiền bằng mọi giá để thỏa mãn những đòi hỏi thấp hèn, bất chính, vô luân, đê tiện. Như thế, gánh nặng mà Đức Cha được mời gọi chia sẻ với Đức Tổng Giám mục của chúng ta, quả thực theo lời của chính Đức Cha là chẳng dễ dàng, không dễ dãi và cũng thực chẳng dễ chịu chút nào. Nhưng như thế nào đâu đã hết. Kính thưa Đức Cha quý mến, thực vậy là giám mục phụ tá của giáo phận này, song Đức Cha cũng là thành viên của Hội đồng Giám mục Việt Nam, nên cũng phải chia sẻ mối bận tâm mục vụ chung đối với đời sống đức tin của cộng đồng Công giáo cả nước, cũng như đối với sứ vụ loan báo tin mừng cho đông đảo đồng bào ruột thịt trong bối cảnh một xã hội đang chuyển mình sâu sắc và nhanh chóng do nền kinh tế thị trường trong nước
còn quá mới mẻ, lại phải hòa nhập vào nền kinh tế toàn cầu hoàn toàn đang do chủ nghĩa tự do kinh doanh tài chính ngân hàng thế giới khuynh đảo. Cuối cùng là giám mục, người kế vị các thánh tông đồ, Đức Cha còn phải chia sẻ trách nhiệm mục vụ chung với giám mục đoàn thế giới trong mối hiệp thông sâu sắc và dưới sự điều hành phối kết của đấng kế vị thánh Phêrô là Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô đệ nhị khả kính khả ái của chúng ta, đang đưa giáo hội vào thiên niên kỷ mới, chẳng những không sợ hãi mà tràn đầy niềm hy vọng. Đúng là Chúa đã đặt Đức Cha ở một cương vị đòi phải trả lẽ nghiêm ngặt, nhưng chúng con dám xin Đức Cha yên lòng, bởi vì như Đức Cha đã ví von, nỗi lo chia sẻ, nỗi lo vơi, chúng con hoàn toàn cảm thông với Đức Cha, và chúng con rất phấn khởi và tự hào được Đức Cha mời gọi cộng tác tại giáo phận nhà. Ngoài những cộng sự trực tiếp là tập thể linh mục giàu kinh nghiệm và nhiệt tình tông đồ, Đức Tổng Giám Mục và Đức Cha còn có một chỗ dựa rất lớn và rất đáng trân trọng, đó là giới tu sĩ đông đảo và tài năng, giới trẻ nhiệt tình, dũng cảm và sáng tạo, giới trí thức có chuyên môn sâu, có vị trí nghiệp vụ quan trọng và giàu tinh thần giáo hội, giới văn nghệ sĩ tuy rất nổi tiếng và thành đạt ngoài xã hội, vẫn luôn trung thành với đức tin công giáo của mình. Đồng thời, xin Đức Cha đừng quên rằng còn một giới khác rất ngưỡng mộ và quý mến Đức Cha, và giới này chiếm tuyệt đại bộ phận trong giáo hội và xã hội Việt Nam, đó là giới lao động nghèo, đặc biệt là những anh chị em thợ thủ công, những người buôn gánh bán bưng, những chú, những bác nông dân chân lấm tay bùn. Tất cả những người này đều xem Đức Cha là người nhà của họ, là người có mối đồng cảm với họ một cách sâu sắc, bởi vì chẳng những Đức Cha xuất thân từ một gia đình lao động cần cù, ông cố bà cố là giáo dân của một giáo xứ nhỏ nghèo trong giáo Phật, và Đức Cha không hề mặc cảm về nguồn gốc của mình. Trái lại, Đức Cha còn rất tự hào, và hơn nữa, chính bản thân Đức Cha cũng đã nhiều năm trực tiếp tham gia lao động chân tay, từ làm thợ đắp vỏ xe đạp, kéo lá buông, đăng chiếu. Thời gian tu học ở Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, rồi sau đó chuyển về nông trường Lô Sáo Củ Chi, chia sẻ cuộc sống lam lũ một nắng hai sương của người nông dân đất thép thành đồng, và cuối cùng trở lại với nghề tiểu thủ công khi Đức Cha về thực tập mục vụ tại giáo xứ Tân Mỹ Hóc Môn, làm thợ dệt dây thun, dệt vải, mắc trục đánh bồng, rồi làm thợ mành trúc cho đến khi được gọi về lãnh tác vụ linh mục, vào năm 1985. Vâng, kính thưa Đức Cha Giuse quý mến, Đức Cha có đủ cơ sở vững chắc để lo lắng, nhưng Đức Cha cũng không thiếu lý do chính đáng để yên lòng và phấn khởi đón nhận sứ vụ mà Chúa qua giáo hội
trao phó cho Đức Cha. Chúng con xin hiệp lòng hiệp ý với Đức Cha, dâng lời chúc tụng, ngợi khen, cảm tạ Thiên Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, và nguyện xin Người nhờ lời chuyển cầu của Thánh Mẫu Maria, Mẹ Giáo Hội, và của Thánh Giuse, quan thầy của Đức Cha, hương ban cho Đức Cha muôn ơn lành hồn xác. Tiếp theo đây, đại diện các thành phần dân Chúa Tổng Giáo Phận xin kính dâng lên Đức Cha quà lưu niệm tượng trưng cho tâm tình cảm mến và vâng phục của chúng con. Chúng con và các em thiếu nhi cũng xin dâng lên Đức Tổng Giám Mục, quý Đức Cha, những đóa hoa tươi biểu lộ lòng biết ơn chân thành của chúng con. Đại diện của các em thiếu nhi giáo phận thành phố Hồ Chí Minh đang dâng lên Đức Cha hoa tươi và món quà. Đại diện giới trẻ thành phố Hồ Chí Minh kính dâng lên Đức Cha đó hoa tươi thắm và món quà lưu niệm. Đại diện của giáo dân giáo phận thành phố Hồ Chí Minh kính dâng lên Đức Cha. Đại diện giới tu sĩ và chúng sinh giáo phận thành phố Hồ Chí Minh kính dâng, và giới văn nghệ sĩ của thành phố kính dâng lên Đức Cha bó hoa tươi thắm. Sau đây là lời đáp từ của Đức Tân Giám Mục. Quý cha tín nam nữ, quý thân nhân bạn hữu, quý khách cùng toàn thể cộng đoàn. Trước hết con xin hết lòng tri ân Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã chấp thuận đề nghị của Đức Tổng Giám Mục Giáo Phận Thành phố Hồ Chí Minh gọi con làm giám mục phụ tá cho Ngài. Con xin chân thành tri ân Đức Tổng đã chăm lo vun trồng và hôm nay đã cử hành lễ phong chức với tư cách là giám mục chủ phong. Con cũng xin tri ân hai đức cha phụ phong. Cái riêng đức cha John Bautista nghĩa phụ, quý đức cha, quý viện phụ đã hiệp thông trong thánh lễ hôm nay. Sự hiện diện của quý đức cha và quý viện phụ là một khích lệ rất lớn cho con trên đường thi hành tác vụ. Con cũng xin ghi ơn mối tình hiệp thông ưu ái của Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Công lý và Hòa bình, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, của quý đức cha, của quý bề trên các giáo phận khác đã gửi điện tín thư chúc mừng và cầu nguyện cho con ngay từ khi được tin tòa thánh bổ nhiệm con làm giám mục phụ tá tại Tổng Giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh. Lời cảm tạ tiếp theo của con xin gửi đến quý cha tổng đại diện, quý cha đại diện giám mục giáo phận, quý bề trên chủng viện và bề trên các dòng tu nam nữ. Quý cha là những người gần gũi đã chia sẻ nỗi niềm lo lắng và hy vọng với con trong dịp này, cũng như đã hiệp thông cầu nguyện cho con cách riêng trong thánh lễ hôm nay. Ngoài ra, cùng với lời cảm ơn, tôi cảm thấy được khích lệ và an ủi rất nhiều khi nhận ra các đại chúng sinh, các tu sĩ nam nữ, anh chị em giáo dân, bạn bè, thân quyến, quý đồng hương, quý quan khách trong các đoàn ngoại giao
và đặc biệt là có cả giáo sư là viện trưởng cũng như là khoa trưởng khoa thần học tại Đại học Công giáo Paris đã nhiệt tình đến tham dự lễ phong chức hôm nay để chung lời cầu nguyện cho tôi cũng như cho giáo phận thành phố trong tương lai trên bước đường phục vụ. Rất mong được tiếp tục đón nhận tấm thịnh tình của mọi người. Đặc biệt tôi cũng tỏ lòng biết ơn chính phủ, ban tôn giáo chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chính quyền, ban tôn giáo thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện thuận lợi để Tòa Thánh Vatican tiến hành việc bổ nhiệm tôi vào chức vụ giám mục phụ tá giáo phận thành phố Hồ Chí Minh một cách nhẹ nhàng. Sau hết, tôi xin cảm ơn cách riêng ban tổ chức thánh lễ hôm nay, quý cha nhà thờ chính tòa, đặc biệt cha giám đốc trung tâm công giáo, quý cha quý tu sĩ, các cá nhân và đoàn thể đã nhiệt tình cộng tác để cuộc lễ hôm nay được diễn ra trong trật tự tốt đẹp. Nguyện xin Chúa chúc lành cho mỗi hiệp thông được thể hiện trong thánh lễ hôm nay. Và một lần nữa để kết thúc, con xin hết lòng tri ân và cảm ơn tất cả mọi người. Sau đây là lời cảm ơn của ban tổ chức. Kính mời linh mục đại diện đặc trách linh mục giáo phận. Kính thưa Đức Tổng Giám mục, quý Đức cha, quý biện phụ, kính thưa quý cha, quý quan khách, nam nữ tu sĩ và anh chị em giáo dân, chúng con xin thay mặt ban tổ chức chân thành tri ân các Đức cha hiện diện trong thánh lễ phong chức giám mục hôm nay. Sự hiện diện của các Đức cha và quý biện phụ nói lên lòng yêu thương đối với giáo phận chúng con và là khích lệ quý báu cho Đức Tân Giám mục Giuse trong sứ mạng mới. Chúng con cũng xin chân thành cảm ơn quý cha hiện diện đông đảo trong thánh lễ này. Sự hiện diện của quý cha nói lên tình hiệp thông trong chức linh mục và bày tỏ niềm vui vì giáo phận thành phố có thêm một mục tử cộng tác với Đức Tổng Giám mục phục vụ mọi người. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn quý khách vì tình nghĩa với giáo phận, với Đức Tân Giám mục hiện diện trong thánh lễ này. Chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn anh chị em nam nữ tu sĩ, quý vị đại diện giáo dân trong toàn giáo phận, thầy tiểu đông đảo nơi đây. Chắc chắn trong những ngày vừa qua, khi được tin Đức Thánh Cha bổ nhiệm Đức cha giám mục phụ tá cho giáo phận, anh chị em đã cầu nguyện nhiều cho giáo phận và cho Ngài. Hôm nay anh chị em hiện diện nơi đây như biểu lộ niềm vui hân hoan và sự hiệp nhất trong gia đình giáo phận. Một lần nữa, thay mặt ban tổ chức, chúng con chân thành cảm ơn quý Đức cha, các cha, quý khách, nam nữ tu sĩ và toàn thể anh chị em. Kính mời cộng đoàn đứng lãnh nhận phép lành cuối lễ. Chúa ở cùng anh chị em. Ở cùng cha. Xin Thiên Chúa ban phúc lành cho hiền đệ và gìn giữ hiền đệ như người đã muốn đặt hiền đệ làm thủ lãnh trên dân người thế nào, thì cũng xin người ban cho hiền đệ được hạnh phúc ở đời này và được tham dự hạnh phúc ở đời sau. Amen. Chúa đã muốn cho giáo sĩ và giáo dân nhờ ơn phù trợ của Người mà được đoàn tụ. Xin Người ban cho giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân nhờ sự hướng dẫn của Người và sự điều khiển của hiền đệ được cai trị trong niềm hạnh phúc lâu dài.
Amen. Xin Người ban cho các thành phần dân Chúa quyết tuân giữ mệnh lệnh của Người, được thoát khỏi mọi tai ương, dư đầy mọi điều thiện hảo, và tuân phục chức vụ của hiền đệ trong đức tin, và như thế họ cũng được hưởng cảnh yên ổn bình an ở đời này, và đáng được cùng hiền đệ liệt vào sổ các công dân nước trời. Amen. Xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha và Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả anh chị em. Amen. Lễ đã xong, chúc anh chị em ra về bình an. Chúng ta ngồi xuống để chuẩn bị chúc mừng Đức Tân Giám Mục, và chúng ta đón nhận món quà của ban tổ chức gửi cho chúng ta. Và chúng con cũng kính mời quý cha theo lễ tại chỗ. Sau đó, quý cha, quý bề trên của các giáo phận bạn, quý khách của các giáo phận bạn đã nhận được thiệp mời của ban tổ chức, cùng với quý cha, quý tu sĩ, quý khách thuộc giáo phận thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được thiệp mời để xin đến tòa giám mục để chúc mừng và cùng chung vui với Đức Tân Giám Mục.